Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem hai đôi loa các bác này. Một cặp loa Nhật ha. Cặp này là cặp SHE10, cặp Pioneer các bác ạ. Để trang bị 2 bát 25 ha. Và bên đây thì em có một cặp loa Bose 701 hai lỗ hơi ha. Đấy, 701 là tiếng bass là hay nhất trong cái dòng Bose rồi các bác ạ. Rất là uy lực ha. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem cái cặp Pioneer này trước này. Đấy, đầu tiên em sẽ quay e căng ha. Đấy, E-căng thì phía trước thì có hai cái logo Pioneer. Đấy. E-căng thì cực kỳ đẹp các bác, không có bị lủng một lỗ nào ha. Đấy. Rất là mới luôn các bác, phần E-căng. Đấy. Rồi, và em sẽ mở ra, em quay cho các bác xem bên trong những cái tuyến loa ha. Lát em sẽ mở cho các bác xem cái củ loa luôn. Đấy, củ loa cực kỳ gấu các bác ạ. Cái củ loa thì phải mở phía sau ha. Đây, mở những con ốc phía sau này các bác thì mới xem được cái củ loa. Rồi, và tổng thể phía trước này các bác cùng xem này. Đấy, trang bị 2 bát đôi 25 ha. Đấy, bát đôi 25 các bác này. Rất là gấu ha, và cái tiếng trầm của nó thì cực kỳ sâu, đánh cực kỳ uy lực các bác. Đấy, một cái chép kèn ở đây ha, và một cái lỗ thông hơi chỗ này. Đấy, 2 bát thật 25 các bác ha. Đấy, bát đánh là như sống luôn các bác. Đấy, cái chỗ này em vừa lau sơ sơ cho nên nó còn dính một tí nước. Đấy, em lau sơ cái bụi các bác. Lau sơ bụi quay cho nó đẹp ha. Đấy, tất cả nó còn zin hết ha, 2 bát 25. Đấy, phía trước thì có một cái thương hiệu Pioneer SHE10 các bác. Đấy, tổng thể phía trước thì còn đẹp ha. Và nó cũng có những cái phần xuất sắc các bác ạ. Lát em sẽ quay kỹ cho các bác ha. Đấy, đầu tiên là phía trên. Phía trên các bác này. Cái màu nó màu đỏ đô ha, màu của loa màu đỏ đô. Đấy, đầu tiên là có một cái vết xước chỗ này các bác này, xước sát nhẹ ha. Đấy, cặp này thì rất là gấu các bác ạ, nghe bolero là cực kỳ nào hay ha, và đánh rất là bạo lực. Cái hậu sâu các bác ạ, cái hậu của nó các bác xem này. Đấy, cái hậu của nó cũng khoảng gần 50 ha, hậu rất là sâu, thùng thì to các bác, thùng to nặng ha. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể phía sau đây. Và có những cái chỗ cánh nho nhỏ như vậy ha, những góc cánh nhẹ các bác. Đây, đây là phía sau của loa đây. Đây, gỗ rất là dày các bác ha, gỗ dày. Rồi, phía sau cũng có một lỗ thông hơi này các bác này. Đây, tổng cộng là loa nó có hai lỗ thông hơi ha, và nó có những cái vết xước sát như vậy góc các bác. Này, nó chóc cái đề can ha, đề can ở ngoài này các bác này. Đây, cái này mình dán lại này cũng được đấy. Đấy, những cái góc nó hơi bị cấn cấn tí xíu ha. Rồi, và đây là cái cầu chạm loa đây. Đấy, đỏ đen đây ha. Những cái này nó có lót bông các bác. Đấy, như là cái chỗ này ha, lót bông này các bác. Rất là chuyên nghiệp ha. Rồi, và cái thương hiệu Pioneer SHE10 này. Công suất mát một thùng là được 120W ha. Trở kháng 6 ohm và made in sao băng các bác. Đấy, bên đây cũng vậy ha. Bên đây cũng giống nhau thôi. Đấy. Đấy, cái tình trạng thì chỉ bị cấn nhẹ một hai chỗ thôi các bác ha, em vừa quay cho các bác xem. Đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ mở cho các bác xem cái phía sau ha, em mở phía sau ra em quay cái củ loa cho các bác xem. Em vừa mở phía sau ra này các bác này. Đấy, mở nguyên một cái tấm này ra ha. Đấy, phía sau này lỗ thông hơi đây ha, và những cái lót bông chỗ này tiêu âm các bác này. Rồi, và các bác cùng xem bên trong đây, em sử dụng một cái đèn pin ha, soi quay rõ cho các bác này. Bên trong thì cực kỳ gấu. Đầu tiên là cái phần tầng này các bác này, phần tầng của loa đây. Đấy. Bông tiêu âm rất nhiều ha. Rồi, và đây là cái củ chép này các bác này, củ chép ha, rất là gấu luôn. Các bác xem nội thất rất là khủng long này, củ chép này. Và đây là cái củ bát này các bác này, củ bát đây ha. Đấy, củ từ đôi cực kỳ gấu các bác. Và trên đây cũng có một cái củ bát nữa này. Đấy, nó hơi khó quay các bác xem thông cảm ha. Đấy, củ bát này, xương là xương gan đúc ha. Đấy, xương gan đúc các bác ạ. Củ bát đấy. Củ từ đôi ha, nó có bát ốc ở phía sau này để mà giữ lại. Đấy, củ chép hết hồn rồi các bác này. Đấy, củ bát các bác xem lại lần nữa ha, củ bát đây. Đấy, củ từ đôi. Đấy, tổng thể bên trong ha. Toàn là xương gan không các bác, xương gan đúc hết ha. Đấy, các bác vừa xem qua cái nội thất của loa.
Rồi, và em sẽ quay phía trước và báo giá cho các bác nắm ha. Đấy, cái cặp này thì bình thường nó tầm 14, 15, 16 các bác ạ. À. Nói chung là cũng tùy chỗ bán ha. Tùy chỗ bán. Đấy, bên em thì tình trạng thì em báo cho các bác là tất cả là em bao zin hết ha. Tất cả những tuyến loa thùng vắt là bao zin hết. Chỉ có một vài trước sát thì em đã quay phía trước rồi. Hồi nãy em quay rồi ha. Thì em có xin báo giá cho các bác nắm. Cặp này thì em để cho các bác là 11 triệu 5 ha. Đấy, 11 triệu 5 các bác ạ. Giá cực kỳ là rẻ ha. 11 triệu 5 em bao ship. 2 bát 25. Đấy, bát đánh là như sấm luôn ha. 11 triệu 5 em bao ship. Đấy, với cái giá thành này thì rẻ hơn cặp bốt các bác. Rẻ hơn cặp bốt 3 đến 1 series 3 ha. Mà đánh phải gấp 3 lần các bác. Đánh gấp 3 lần. Đấy, 11 triệu 5 ha. Em bao ship cặp này. Rồi, và tiếp theo thì em quay cho các bác xem cặp bốt 701 2 lỗ hơi ha. Hai lỗ hơi thì phía trước một lỗ này và phía sau một lỗ nữa ha. Lát em sẽ quay cho các bác xem. Đây là tổng thể cặp loa ở phía trước đây. Đấy, cực kỳ mới các bác. Hàng về rất đẹp ha. Này, phía trên này. Phía trước thì có cái logo bốt, chữ bốt này. Là lỗ thông hơi đây. Đấy. Rất là mới các bác ạ. Chỗ này nó dính một tí bút trắng thôi. Này mình lau kỹ sẽ ra ha. Đây, phía trước này và bên hông này các bác này. Cặp này không có bị cắn móc bể nở gì đâu, các bác mua cứ yên tâm ha, em bảo đẹp cho các bác xuất sắc ha. Đây là phía sau này, hai lỗ thông hơi này các bác này. Đấy, một lỗ hai lỗ ha. Đấy, nói chung là cũng còn khá là mới cho các bác sử dụng ha. 1701 hai lỗ hơi thì các bác có thể biết rồi. Đấy, đánh bát là đình đám nhất ha, lực nhất trong cái hãng bốt luôn. Đây phía sau thì dính một ít mực trắng các bác ha, này nó không phải là bị xước sát gì đâu, chỉ là bút xóa nó dính thôi. Đấy, cặp loa phía sau ha, tuyệt vời ha. Rồi, và đây là phía trên có hai cái tem. Đấy, mỗi bên một cái ha, thì em sẽ đọc cho các bác. Đây là những cái nước là các bác, nước họ sử dụng hoặc là họ sản xuất ha. Đấy, cũng không có rõ cái thông tin nữa. Này, con em biết một vài nước thôi, nước Anh này, nước Tây Ban Nha này, Italy này các bác này. Đấy. Rồi, và cặp loa thì được sản xuất tại Canada ha, made in Canada các bác. Loa của Mỹ ha, cặp này thì chắc bác nào cũng biết rồi, Boss 701 ha. Hàng Mỹ xịn, lắp ráp ở Canada ha. Rồi, và em sẽ lật cái thông tin nó còn ghi ở dưới các bác ạ, ở dưới cái đít á, cái chạm loa ở dưới nữa. Em sẽ lật lên em quay cho các bác xem ha, các bác chờ em xíu ha. Đây, em vừa mở ngược cái loa lên các bác này. Này, phía dưới là 5 cái chân đế ha. Đây, tổng thể phía dưới này các bác này. Đây, và cái tem đây ha. Cái tem bốt đây, cái cầu loa. Đây, tem bốt thì hàng bãi ha, lâu năm nó cũng bị đen đen cái góc này các bác này. Đây. Rồi, bốt 701 ha. Bên ngoài đây, cái bên phải này. Rồi, con này nó đề 48 ohm này các bác này. Đây, 200W ha. Và made in Canada này các bác này, sản xuất ở Canada ha. Đây, bốt 701 hai lỗ hơi. Cặp này thì nó được trang bị 2 bát 20 ha, 2 bát 20. Họ úp ngược lại với nhau các bác ạ. Nó nằm chỗ này này. Đấy, 2 bát 20 ha, úp ngược lại với nhau. Đấy, cho nên nó ra tiếng bát rất là uy lực các bác. Bát đánh rất là dễ chịu ha, nó xuống sâu mà nó uy lực các bác, rất là vừa tai nghe. Đấy. Đấy, và trung chép nằm trên đây. Đấy, trung chép nằm trên đây ha, một trung một chép trên đây. Đấy. Rồi, bốt 701 hai lỗ hơi, em cũng xin báo giá cho các bác nắm luôn. Đấy, cặp này thì em để cho các bác 19 triệu 5 ha, em bao ship cho các bác. Đấy, 19 triệu 500 ha, em bao ship cho các bác ha. Đấy, cặp này thị trường nó tầm 22 các bác. Đấy, nhưng mà em nhập được tốt ha, em để cho các bác giá tốt xài. Rồi, bác nào thấy quan tâm và hợp lý thì các bác liên hệ cho em ha. Đây, số điện thoại của em đây, 0981 384842. Rồi, em cũng xin chào các bác nhé.